Ok và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Vịt Vlog đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định làm một cái vlog rất là đặc biệt. Mình thực sự là ngày hôm nay mình không muốn quá để tâm vào việc là nó có chỉnh chu lắm hay không, hay là có người xem hay không. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog mà nó là một món quà dành tặng cho những bạn nào thực sự quan tâm và theo dõi mình, thậm chí là theo dõi mình lâu năm. Và cũng như đây là một món quà mà mình dành tặng cho chính bản thân mình. Một vlog rất là đặc biệt so với tất cả những vlog còn lại. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đồng hành cùng với mình trên một cái chuyến đi. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần. Mình cũng muốn làm một cái việc gì đó cho bản thân mình, nhưng mà mình đã quyết định là mình sẽ dẹp hết công việc của mình sang một bên để dành thời gian làm một cái việc mà mình đã bỏ lỡ mất tầm khoảng hơn một năm nay. Mình sẽ dẫn các bạn theo chân mình đi cùng một cái hành trình đến thăm nhà một bạn fan. Bạn fan này cực kỳ đặc biệt, là một cái người mà mình chưa gặp bao giờ, và thực sự là không có một bạn fan nào thứ hai như vậy. Người đó là ai và vì sao đặc biệt đến như thế thì các bạn hãy cùng đón xem trong video này nhé. Ban đầu thì mình nghĩ rằng là mình sẽ mặc một bộ quần áo thật là thoải mái, mình mới mua bộ quần áo này các bạn. Đó, nhìn trông rất là đẹp đúng không? Rất là năng động, rất là thể thao. Nhưng mà sau cùng thì mình quyết định là vì cái video này và chuyến đi này cực kỳ đặc biệt nên là mình sẽ chọn một bộ quần áo mà mình yêu thích nhất. Đây là bộ quần áo mà mình đã sử dụng trong cái đêm chung kết TikTok Master. Bộ quần áo này nó có một cái màu xanh. Màu xanh lá cây, các bạn biết tại sao mình chọn bộ này không các bạn? Nó là một cái màu xanh mà giống như cái cây cỏ bốn lá mà mình hay sử dụng các bạn. Cái icon mà mình rất là yêu thích, nó tự trưng cho cái sự hy vọng, nó tự trưng cho sức sống và nó tự trưng cho tất cả những nhiệt huyết và sức trẻ của mình. Và mình quyết định là sẽ mặc lại bộ quần áo này để dành cho cái chuyến hành trình ngày hôm nay. Mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là thú vị. Rồi, mình đã thay đồ xong rồi đây các bạn. Bộ này gần như là nguyên cái set mà mình mặc hôm TikTok Master, rất là đẹp đúng không? Bộ quần áo này thì gần như là giống cái bộ mà mình mặc hôm khi đi thi TikTok Master các bạn ạ. Và mình đã quyết định là mình mặc bộ đấy lại thêm một lần nữa ngày hôm nay. Chuyến hành trình này thì có lẽ là nó khá ý nghĩa đối với mình các bạn ạ. Và có lẽ các bạn chưa xem một cái vlog nào nó dài mức như thế này. Cái vlog này thì nó sẽ khá là dài các bạn ạ. Bởi vì thực sự mình không quan tâm đến việc là nó sẽ có độ dài là 30 phút, 40 phút hay thậm chí 50 phút hay 1 tiếng. Mình muốn ghi lại hết cái hành trình của mình ngày hôm nay. Bởi vì như mình nói ấy, nó không chỉ là một cái món quà để dành tặng cho các bạn fan, mà nó là một cái món quà mà mình muốn dành tặng cho chính mình nữa. Mình thực sự là mình đã muốn làm cái việc này từ đầu năm 2023 rồi, nhưng mà mình đã bỏ lỡ nó và đến nay mình mới có cơ hội để có thể thực hiện nó. Nên là mình muốn làm nó một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Bởi vì không chỉ các bạn đang coi mà là chính bản thân mình 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau, thậm chí là 10 năm sau mình có thể xem lại những video này. Và nó sẽ để lại cho mình những kỷ niệm và những cảm giác rất là đặc biệt mà có thể là mình sẽ không tìm lại được lần thứ hai đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống dưới shop nhé. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới shop để mình chuẩn bị một ít đồ. Trước khi đến thăm nhà bạn fan này thì mình muốn là sẽ chuẩn bị đồ quà mang theo. Bạn fan này thì rất là đặc biệt các bạn ạ. Và bạn ý là một cái người bị khiếm thị. Bạn ấy là một người mà hiểu đơn giản là không có khả năng để nhìn thấy các đồ vật. Bạn chỉ có thể cảm nhận tất cả mọi thứ ở trên thế giới này thông qua đôi tay và đôi mắt bạn ấy thôi. Bạn chỉ có thể ngửi, nghe và chạm thôi chứ không thể nhìn thấy được nữa các bạn ạ. Nên là mình sẽ đi chuẩn bị một số đồ và mình cần phải cân nhắc xem là mình sẽ chọn cái gì. Vì nếu như mà bạn ấy không thể nhìn thấy thì mà mình chuẩn bị những cái đồ mà nó cần yêu cầu thị lực nhiều quá thì nó sẽ không tốt. Nên là mình sẽ phải cân nhắc giữa các cái món đồ mà mình chọn để mang theo ngày hôm nay xem nó là cái gì nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ lên Shop Hero để lấy thêm một ít đồ. Hôm qua thì Shop Hero làm sự kiện tưng bừng luôn các bạn, và cực kỳ đông người luôn. Thứ bảy tuần nào cũng thấy nha các bạn. Địa chỉ đây, 39 đường 37, khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ mình đã để đây rất là rõ ràng rồi. Và Shop Hero đã gọi là khai trương được rất là lâu rồi. Khoảng lúc đấy chắc cũng phải cỡ một tháng nữa. Nên những bạn nào mà vẫn chưa qua Shop Hero bên Thủ Đức thì bạn có thể qua nha. Vì bạn ý là một trong những khán giả mà rất là đặc biệt nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ lựa đồ một xíu. Do bạn ý là một cái người mà khiếm thị nên là mình sẽ phải chọn những cái đồ nào mà bạn ý mặc được, bạn ý có thể dùng được. Chứ nó không hẳn là những đồ mà cần phải sử dụng đến đôi mắt để nhìn. Em ơi, có những cái áo nào còn size lớn không? Áo này hả? Áo màu vàng hả? Có màu trắng hả? Cho anh cái màu trắng đi. À thôi, màu vàng cũng được. Lấy màu vàng đi. Màu vàng này nó là cái màu của Mr. Vịt nên thôi lấy màu vàng cũng được. Cũng hơi khó khăn trong việc chọn sản phẩm một chút, bởi vì là mình cũng chưa nghĩ là có một ngày nào đấy mình phải đi chọn đồ cho một người có thể là họ sẽ bị khiếm thị, nên là mình cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ chọn gì nữa. Shop Hero hiện tại đang có mấy cái con này. Cái này có thể cảm nhận bằng tay được. Con này con làm như kiểu con squishy bạn. Bóp vào thì nó có thể xả stress được. Cái này có thể cảm nhận bằng tay được, mình sẽ lấy cái này đi. Thực ra mình rất là muốn lấy mấy những cái đồ nào nó in hình mặt mình như là gối hay là như những cái sản phẩm khác. Nhưng mà những cái sản phẩm này thì nó rất là khó để có thể sử dụng được. Thực sự rất là khó bởi vì là nó chỉ có cái giá trị lớn nhất là khi mà các bạn mua gối Hero Team hoặc là áo Hero Team á, thì nó giá trị ở cái mặt của Hero Team thôi. Nên là nếu mà không thể nhìn thấy được thì cũng không thể cảm nhận được là nó thú vị đến cỡ nào. Mình sẽ lấy một cái ba lô nhé. Ba lô này bạn ý nhất bạn ấy còn xài được. Bạn ấy dùng, bạn ấy có thể để đồ được, đi học được, đeo được. Thì bạn này bạn ý
rất là đặc biệt, nên là mình sẽ cần phải chọn những món đồ nào mà bạn ấy có thể cầm nắm và cảm nhận được, chứ bạn ấy không thể nào thấy được. Lựa nó hơi khó khăn các bạn ạ. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình phải đi lựa mấy cái đồ này cho một trường hợp rất rất đặc biệt, nên là mình cũng không biết là mình nên lựa cái gì nữa. Một cái kính đi, mình nghĩ một cái kính là ok đó. Do bạn ấy bị khiếm thị nên là một cái kính giúp bạn ấy có thể chụp ảnh đẹp hơn, ngầu hơn. Mình khá là bị chú ý đến một cái sản phẩm, đó là cái con tượng Minecraft, những cái nhân vật này. Nhưng mà mình đang hơi lo về cái độ bền của nó, bởi vì nếu mà nó va đập hoặc là bị đè lên thì nó có thể bị gãy. Bởi vì cái này sẽ cần phải rất là cẩn thận. Mình sẽ lấy một cái đôi dép đi nha. Một cái đôi dép mà bạn ấy có thể đi lại được. Có rất là nhiều mẫu ở bên Shop Hero, nhưng mà mình thấy mấy dép này nó hơi cute cute. Cái này không biết là bạn ấy có đi ra loại, mình sẽ lấy cái loại nào mà bạn ấy... cái đế của Shop Hero hiện tại là cái dép này nó không chỉ để đi trong nhà, nó có thể đi ra ngoài đường được. Nhưng mà mình sợ là trời mưa hoặc là đường bẩn thì bạn ấy đi nó sẽ bị xấu ấy, bởi vì cái này nó bằng vải và các bạn ấy đi sẽ thường là đi ở trong nhà nhiều hơn. Mình muốn lấy một đôi dép. Thôi rồi, mình nghĩ là nếu mà được thì mình sẽ đi ra ngoài mình mua thêm đồ nha. Mình nghĩ là shop mình hiện tại những cái gì mình có thể lấy được mình đã đều lấy hết rồi, bởi vì nếu như bạn ý nãy mình quay thì mình cố gắng thử nhắm mắt lại để mình cảm nhận nó bằng tay, chứ mình không cảm nhận nó bằng đôi mắt của mình nữa. Nên mình sẽ chọn những cái đồ mà mình có thể cảm nhận được hoặc ít nhất là người khác dùng được nha. Chắc là mấy cái này là hợp lý. Cái con này nó khá là bền, cái mẫu này mình cũng khá là thích các bạn ạ. Nó là Minecraft. Mình nghĩ mình sẽ tặng bạn ấy một cái nó liên quan đến đồ chơi Minecraft đi, bởi vì Minecraft là thứ mà giúp cho mình trong những đầu tiên sự nghiệp của mình và công việc của mình nó phát triển. Và cái này có thể móc khóa được hoặc cầm tay được, và nó bằng chất liệu là bằng một cái loại cao su tổng hợp, nó khá là bền, có thể mưa nắng rơi không vỡ được. Cái này ok này, cái này có thể cầm tay được. Trong lúc mà các bạn nhân viên shop đang gói hàng thì mình sẽ đặt xe nha bạn. Bạn ấy là ở một cái nơi mà cách mình khoảng mười mấy cây ở bên quận 2 lận, nên mình sẽ đặt xe sang bên đấy nha. Mình chưa đi đến chỗ bạn này bao giờ nên mình sẽ hỏi chính xác địa chỉ xem nó ở đâu nha. Alo Long à? Dạ Long. Cho anh hỏi này, có phải nhà em ở chỗ cái chỗ bên đường Lê Văn Thịnh nối dài ở chỗ gần cái cà phê mà quần đấy có quán cà phê đúng không? Dạ đúng, dạ quán cà phê tên gì á anh? Nó ghi là một cái quán cà phê tên là cà phê 297/4 Lê Văn Thịnh nhé. Dạ đúng rồi. Nó gần ở quanh đấy, nó có một cái mấy cái quán nhà hàng như là Hương Xưa hay là mấy cái nhà hàng như dạ, kiểu... Dạ đúng rồi đó. Ok rồi, anh thấy rồi, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ anh đi á hả? Ừ, bây giờ anh đi chắc tầm khoảng... 30 phút nữa anh qua đến nơi nha. Dạ, khi nào anh tới nơi thì anh gọi cho em. Ừ rồi, anh đến nơi anh sẽ gọi cho em nha. Dạ. Ok, tôi đang ngồi đứng thì có hai bà này đeo hai con Cinnamon. Em fan cứng bà xin chắc luôn. Qua đây mua đồ xin phép ba má chưa? Chắc chưa? Chắc. Tiền đâu ra mà mua? Dạ, trong đây. Biết là tiền trong túi bà rồi chứ không nhẽ bà nhét dưới mông. Tiền đâu ra mua? Dạ, tiền ba mẹ. Tiền ba mẹ cho, xin phép ba má chưa? Dạ, kiểu như là tiền ba mẹ. Chưa xin. Tại vì nó không phải tiền của em, tiền của nó. À, tiền của nó nhưng mà nó bao mình. Rồi, đã ta. Mua gì cũng phải xin phép ba má nghe chưa? Nhớ nha. Bye. Mình không làm ra tiền là phải xin phép ba má nghe chưa? Cấm lấy tiền linh tinh tự đi mua, mốt không bán rồi đâu. Ok, bây giờ mình đã chuẩn bị xong đồ rồi. Túi đồ khá là lớn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi đến chỗ bạn ý nha. Mình sẽ đi đến chỗ bạn ý xem là bạn ý ở đâu nha. Mình đã hỏi được đúng địa chỉ rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi nha. Lê Văn Thịnh. Mình còn chưa đến chỗ này bao giờ các bạn. Bây giờ mình sẽ thử đi xem là bạn ý ở đâu. Lâu lắm rồi mình mới đi tìm một cái xem một bạn fan nhà ở đâu. Và có lẽ là lâu lắm mình mới làm một cái vlog là đến thăm nhà khán giả của mình, người theo dõi mình. Nhưng mà mình nghĩ là đáng, rất là đáng. Đang ngồi trên xe thì mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện một xíu. Đấy là tại sao mình quyết định là mình sẽ đi thăm bạn ý. Đấy là bởi vì mình đã gặp bạn này trong cái fan meeting. Cái lễ fan meeting rất là lớn, hơn 2.000 người mình tổ chức ở nhà hát Hòa Bình những năm 2023. Bạn nào chưa coi có thể lên kênh Hero Team coi. Thì mình có đăng full cái fan meeting lần đó có hơn 2.000 người tham dự. Mà hôm đấy mình phải tiếp rất là nhiều khách, rất rất là đông, 2.000 người các bạn. Các bạn cảm giác hai cái trường học đến cùng một lúc thì nó sẽ như thế nào. Và hôm đó thì sau khi mà mình kết thúc cái buổi mà mình tổ chức fan meeting ở nhà hát Hòa Bình, thì mình đã phải bàn giao lại cái cơ sở vật chất này, mình phải trả lại khán đài, mình phải dọn dẹp hiện trường, cũng như là mình chuyển những cái đồ, các cái quà mà các bạn fan, các bạn khán giả tặng mình á. Thì mình có rất là nhiều, một mình thôi đã là hai thùng quà, nó lớn lắm các bạn, ôm một người ôm không hết đâu. Một mình đã là hai thùng rồi, mà nguyên cả công ty mình, cả Hero Team là nó tận mười mấy thùng lận, mười mấy cái thùng lận. Và mình phải gom lại hết đồ đấy, bởi vì nó có thể là thư tay, nó có thể là đồ handmade, có thể là hoa, có thể là gấu bông, có thể là rất 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 nhiều thứ, đồ ăn, bánh kẹo, rồi quần áo các bạn tặng cho chúng mình trong cái buổi fan meeting lần đó.
và mình thực ra mình là người chịu trách nhiệm các bạn, mình là người chịu trách nhiệm là chuẩn bị, không phải là mình chịu trách nhiệm mà đúng hơn mình là người để tâm đến những cái chuyện đó để mang những cái món quà đó về. Còn thực sự là các bạn khác sau khi cả một ngày dài thì các bạn ý rất là mệt, mà nhất là với những bạn gái như Sim hay Sam hoặc thậm chí những bạn nam như Phong hay Kai thì các bạn ý cũng thực sự rất là kiệt sức rồi, nên là mình sau fan meeting là mình cho tất cả các bạn, các thành viên trong team mình là lên xe đi về hết, để lại đó. Mình sẽ là người ở lại sau cùng để mình dọn dẹp hiện trường cũng như là chỉ đạo cho các anh em trong ban tổ chức, trong ekip để có thể dọn dẹp lại hiện trường và hoàn trả lại cho nhà hát sau khi chúng mình đã thuê ở đó xong thì mình phải trả lại cho người ta. Và có một cái điểm mà mình rất là nhớ, có một cái sự kiện mà mình rất là nhớ, đấy là lúc mà mình đang dọn dẹp cái đồ ở đó, lúc đấy mình nhìn mình trông gọi là nhễ nhãi, gọi là trông nhếch nhác lắm các bạn. Bởi vì lúc đó mình mặc đúng một cái áo ba lỗ này, cái áo sỏ tay á, áo ba lỗ, cái áo đen mà hôm mình mặc hôm fan meeting. Bạn nào coi lại video clip thì, hoặc là coi lại cái buổi livestream gần hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng đồng hồ hôm đấy, các bạn sẽ thấy đó là mình mặc nó hơi lôi thôi một xíu, bởi vì lúc đó mình mất rất là mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trôi hết cả make up ở trên mặt, là bao nhiêu công sức tô vẽ son phấn của đội nhà make up là trôi hết rồi. Lúc ấy mình chỉ có mồ hôi và cái sự mệt mỏi nó vây quanh mình hơi. Và lúc mà mình đang dọn đồ đó thì tự nhiên có một bạn ấy đến, bạn ấy tìm mình, bạn ấy nói là em chào anh Vịt, em là fan anh à, thì em theo dõi anh nhiều năm rồi, bây giờ em có một người bạn, bạn em muốn đến gặp anh. Thì lúc đó mình cũng không thực sự mình để tâm, mà mình bảo ừ, thì em ở lại lâu chưa, bởi vì lúc cái home fan meeting tổ chức á, thì các bạn đã ra về cho chúng ta kết thúc sự kiện vào khoảng 5 giờ chiều là chúng ta kết thúc rồi, nhưng mà lúc đó là khoảng 7 giờ tối mình vẫn ở lại đó, 7 đến 8 giờ tối mình vẫn đang ở lại đó để mình dọn dẹp đồ, bởi vì nó rất rất nhiều thứ cần phải làm. Và vô tình mình gặp bạn này, và sau đó thì mình phát hiện ra bạn này, bạn ấy có cái gì đó nó không bình thường, và mình phát hiện ra bạn ấy là một người khiếm thị. Nếu mà chúng ta nói theo một cách nôm na bình dân dễ hiểu thì bạn ấy là một người bị mù lòa các bạn. Bạn ấy không nhìn thấy cái gì cả, bạn là một người khiếm thị hoàn toàn. Bạn ấy đến chào mình mà hai cái tay bạn ấy đưa ra, em chào anh Nhật, hai tay bạn ấy cứ run 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 này, tức là bạn ấy, mình cảm giác là bạn ấy muốn bắt tay, muốn chạm tới hoặc muốn ôm, nhưng mà bạn ấy cũng không nhìn thấy mình đang đứng ở phía nào, bạn chỉ có thể nghe mình nói thôi. Và đến nỗi mà kiểu để mà, tức là hai người nói chuyện với nhau để mà quay cái người ra cho đối diện mặt nhau ấy, bạn ấy cũng cần đến sự hỗ trợ của cái người đi cùng nữa. Và lúc đó thì mình vừa mệt vừa đang hơi bận, rất là bận rộn, và mình hơi bất ngờ các bạn. Các bạn biết tại sao bất ngờ không? Bởi vì lúc đó thì mình kiểu cảm thấy là ôi, tại sao có một bạn khán giả, bạn ấy bị khiếm thị, bạn ấy vẫn đi coi cái chương trình hôm đấy của mình. Và khiến cho mình kiểu, mình nói thật là mình không biết làm gì, mình đứng đơ một chỗ luôn. Và nhưng mà lúc đó thì mình không kịp có quá nhiều thời gian để mà ngồi tiếp đón các bạn ý, bởi vì lúc đó bên trong nhà hát thì cần chỉ đạo, bởi vì rất nhiều con người cần chỉ đạo để xem là đồ này chuyển đi đâu, đồ nào mang về, đồ nào bỏ, bởi vì nó có quá nhiều thứ ở trong một cái sân khấu mà hơn 2.000 người tham dự. Và mình đang rất bận với ekip nên là mình nói với các bạn ý là mình chỉ chào hỏi được vài câu. Và điều duy nhất mà hôm đó mình có thể làm đấy là cái nhà hát Hòa Bình thì cái sân rất là to, và mình đã cõng bạn ý từ trong nhà hát đi ra ngoài cổng, bởi vì mình muốn tiễn bạn ý một đoạn, vì nếu mà dắt tay bạn ý đi thì khá là vất vả, vì bạn bị khiếm thị mà bạn ấy không nhìn thấy nên đi sẽ rất là bị chậm. Mà đặc biệt là ở nhà hát Hòa Bình nó có một cái bậc cầu thang để đi lên trên nhà hát, nó rất là dài, bậc cầu thang đấy là mấy chục bậc lận, và để mà dắt bạn ấy đi xuống thì rất là mệt, nên mình đã quyết định là mình cõng bạn ấy từ trong nhà hát đi ra ngoài cổng để tiễn bạn ấy ra về. Và hôm đó thì mình phải quay trở lại ngay lập tức với ekip, với cả các bên vận chuyển để mình có thể chuyển đồ về trụ sở của công ty. Và mình sau đó mình về nhà thì mình hơi hối hận, mình hơi hối hận bởi vì là mình không kịp xin cái contact, cái liên lạc của bạn ý để mình có thể hỏi xem bạn ý là ai, bạn ý đến từ đâu, bạn ý có muốn mình làm gì cho bạn ý không ngoài cái việc chụp ảnh và ký tên ra. Thì mình hơi hối hận và mình hoàn toàn mất liên lạc với bạn ý cho đến sau đấy khoảng hơn một năm, khoảng một năm, gần một năm bốn tháng. Mình tổ chức là vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tức là ngay ngày đầu tiên của năm mới theo tính theo Tết Dương, theo lịch Dương á. Và đến nay thì cũng phải là hơn 1 năm 3 tháng, gần 1 năm 4 tháng. Thì ngày hôm qua mình tổ chức cái sự kiện ở dưới Shop Hero, thì mình có gặp lại bạn ấy vẫn đi cùng với cả cái người bạn đó đến. Và mình cũng rất là bất ngờ ngày hôm qua, và mình đã không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai, đấy là mình đã xin cái liên hệ của bạn fan đặc biệt này, bạn khán giả của mình, để mình có thể liên lạc với bạn ấy sau. Và ngày hôm qua sau khi tổ chức kia sự kiện xong, hôm nay là sáng Chủ nhật, thì mình đã xin được số điện thoại, địa chỉ nhà, tên họ đầy đủ. Và mình quyết định là Chủ nhật này đáng nhẽ là mình sẽ làm việc. Thường thì các bạn Chủ nhật các bạn sẽ nghỉ đúng không? Nhưng mà như mình thì mình sẽ làm việc cả ngày. Gần như mình không có ngày nào gọi là ngày nghỉ, kể cả ngày Tết. Các bạn có thể nghỉ từ khoảng 26, 27 Tết cho đến tầm khoảng mùng 6, mùng 7 các bạn đi học, đi làm. Nhưng mà mình thì đến tận sáng ngày 30 Tết mình mới về đến nhà. Và tầm khoảng đâu đấy ngày mùng 5,
ngày mùng 5 Tết là mình đã đi rồi. Là mình đã đi rồi và mình chỉ ăn Tết ở nhà được có 5 hôm thôi. Và với mình thì những cái ngày chủ nhật thì nó cũng không phải là ngày để nghỉ. Với mình không có ngày nào mà ngày để nghỉ. Bình thường thì mình sẽ làm việc là sáng thì mình ngủ dậy rất là trễ, tầm khoảng đâu đấy là khoảng 9 rưỡi 10 giờ sáng mình mới ngủ dậy. Nhưng mà ban đêm thì mình sẽ làm việc đến tận tầm khoảng sớm nhất thì là 2 giờ 3 giờ sáng mình đi ngủ. Còn có những hôm mình làm việc đến 6 giờ 7 giờ sáng mình mới đi ngủ và một ngày mình chỉ ngủ khoảng 4 tiếng đến 5 tiếng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ không làm gì nữa. Mình sẽ dành thời gian để đi quay cái hành trình này của mình coi như là một món quà để dành tặng khán giả đang xem trên kênh của mình, những bạn xem mình lâu năm. Và nó cũng là một cái mà món quà mà mình muốn tự dành tặng cho bản thân mình một ngày đặc biệt. Để 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, có thể một ngày nào đó mình cũng sẽ không xuất hiện trên mạng xã hội để làm những việc như bây giờ nữa. Có thể là như vậy. Nhưng mà đến khi mà mình xem lại thì những cái video của mình làm ra, cái hành trình của mình và cái kỷ niệm của mình thì nó vẫn còn ở đó, để mình có thể nhìn lại được rằng là cuộc sống của mình nó đã có những điều gì thú vị. Nên là mình quyết định là làm một cái vlog nó có thể dài một chút. Có thể 5 năm, 10, 20 năm sau, mình lúc ấy mình là 40 tuổi rồi, 50 tuổi rồi, mình sẽ ngồi mình nhìn lại xem là ở những năm tháng đó mình đang như thế nào. Nên là mình cũng muốn làm một cái món quà để dành tặng cho mình. Nên là có thể cái thời lượng của video này nó sẽ khá là dài đấy, chứ nó không ngắn đâu. Nó có thể là một cái vlog dài một tiếng hoặc tiếng rưỡi, mà mình cũng không quan tâm đến việc đó lắm. Và mình cũng không quan tâm việc là phải cắt ghép chỉnh sửa nhiều hay là thời lượng của video, mà mình thực sự là muốn dẫn các bạn đi chơi cùng với mình một hôm. Và mình muốn dẫn các bạn đi trải nghiệm một chút. Mình không biết là những cái món đồ này thì có thể mang lại cho bạn đến một cái trải nghiệm nó vui hơn không. Nhưng mà mình nghĩ là mình không muốn ngày hôm nay là mình chỉ đến đấy để mình ngồi chơi không, hay mình ngồi giao lưu không. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đi mua một chút, thêm một chút đồ ăn và một chút đồ để gửi cho bạn ấy. Mình nghĩ là như vậy, mình sẽ mua thêm một chút đồ và một chút đồ ăn. Mình sẽ xem là quanh đấy có nhà hàng nào hay có món ăn nào đó mà gần nhà bạn ý không. Bởi vì quanh nhà bạn ý thì sẽ là những cái món mà bạn có thể bạn ấy đã từng được ăn rồi, hoặc là nó gần gũi thì mình sẽ mua ở quanh đấy thì nó dễ hợp khẩu vị với bạn ý hơn. Và mình muốn là không chỉ là đến thăm bạn ý mà mình muốn ngồi ăn cơm với bạn ý một bữa. Ít nhất là ngày hôm nay mình muốn dành thời gian cho một khán giả đặc biệt của mình. Có các bạn hỏi là vì sao mình muốn làm một cái vlog này không? Ấy bởi vì các bạn có thể xem mình trên mạng, mình có thể hát, mình có thể nhảy, mình có thể quay video chơi game, mình có thể làm các sự kiện, làm các chương trình. Các bạn có thể thấy mình ở trong những trang phục rất là đẹp, hoặc là các bạn có thể thấy những cái video của mình được đầu tư chỉnh chu rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay buổi sáng thức dậy thì mình thực sự là mình đã ngồi trầm ngâm một lúc rất là lâu. Sự thật, mình đã ngồi trầm ngâm một lúc rất rất là lâu. Bởi vì các bạn hiểu cái cảm giác không? Một người như mình, khi mà mình làm ra bao nhiêu sản phẩm, cái số lượng video clip mà mình đăng tải lên trên các nền tảng mạng xã hội đến nay nó phải tính bằng vài nghìn video rồi, vài ngàn video, chứ không phải là một hai video hay mấy trăm video, mà nó là vài ngàn. Và tổng cộng những cái hoạt động, những cái MV ca nhạc, những cái video TikTok mà mình làm, nó phải tính bằng cũng số lượng phải hàng trăm hàng nghìn video. Và mình đã làm nhiều năm. Nhưng các bạn có biết là cái cảm giác của mình sáng nay nó như nào không? Tự nhiên mình có một câu hỏi đấy là: thế nếu mà bây giờ một người khiếm thị, một người mù, không có khả năng nhìn thấy mình như thế nào, thì họ sẽ tiếp cận mình bằng cách nào và bằng cách nào mà họ yêu thích mình? Bạn Long này, bạn ấy đã xem mình từ năm 2019, mà tới nay, tính tới nay là 2024, tức là bạn đã theo dõi mình 5 năm rồi. Trong vòng 5 năm đó mình làm rất nhiều thứ. Và mình tự nhiên đặt ra một câu hỏi là: à, nếu mình sẽ xem các sản phẩm mình làm ra mà không phải bằng đôi mắt mà là bằng đôi tai thì sẽ như thế nào ta? Và mình không hình dung ra nổi, các bạn ạ. Thực sự mình không hình dung ra nổi là mọi thứ nó sẽ như thế nào. Bởi vì mình nghĩ rằng là bình thường nha các bạn, mình là quần áo mình ở nhà mình có thể ăn vận nó lôi thôi, mình mặc nó không được đẹp. Thực sự ở nhà mình mặc có mỗi cái quần đùi với cái áo ba lỗ à. Mình có 3 cái áo ba lỗ đen và khoảng 2-3 cái quần đùi mình mặc cả tuần. Mình cứ thay đi thay lại, mình là con trai mà các bạn, đàn ông mà. Nên mình cũng không quá quan trọng cái vấn đề là son phấn phấn hay ngoại hình hay là thời trang hay đầu tóc. Đầu tóc thì mình có quan tâm nha. Đầu tóc là cái mặt tóc nó đẹp, mặt tự đẹp trai. Nhưng mà mình cũng không quá chỉnh chu đâu các bạn. Thậm chí là những cái thành viên khác trong tổ chức như Kai, như Phong, cái này không phải nói xấu nha, mà là sự thật nha, rất điệu vô cùng luôn. Ra đường nó phải đánh phấn làm sao cho mặt nó mịn vô, chết tí son cho môi nó đỏ vô, thực sự rất là điệu. Nhưng mà mình là một trong những người mà mình ra ngoài nắng mình cũng không thèm bôi kem chống nắng đâu, mà các bạn có thể nhìn thấy cái nước da của mình nó đen thùi lùi. Bởi vì mình thực sự mình không quan tâm đến những vấn đề đó lắm, mình muốn được sống thoải mái. Thậm chí đến tóc của mình hiện tại các bạn thấy là tóc màu đen. Nhiều năm rồi các bạn có thể nhìn thấy là mình kiểu tóc mình là màu trắng này, hay là màu xám khói này, mình nhuộm tóc các thứ nhìn trông nó rất là chiến các bạn. Nhìn trông nó rất là kiểu fashion, đấy kiểu đấy. Để phục vụ cho cái nghề mình đang làm thôi. Nhưng mà nếu mà bảo mình là muốn sống một cách tự nhiên thoải mái như thế nào thì đây là mình. Mình cũng như các bạn thôi, mình cũng như các bạn ở nhà.
có gì thì ăn nấy, có gì thì mặc nấy, lạnh thì mặc thêm áo mà nóng thì cởi bớt áo ra. Nó chỉ đơn giản là như vậy các bạn. Nhưng mà nếu như mà mình lên video thì mình sẽ đầu tư, mình sẽ cố gắng ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ để cho các bạn có những sản phẩm hay. Và mình tự nhiên mình đặt ra một câu hỏi là thế bấy lâu nay mình nhuộm tóc, mình mặc đồ, mình đeo các cái trang sức, mình tập nhảy, mình tập hát, mình làm tất cả những việc đó, cái ngoại hình của mình luôn cố gắng là làm sao cho xuất hiện trước các bạn nó đẹp đẽ nhất để khi mà các bạn chụp hình cùng với mình thì nó đẹp. Chứ bây giờ mình ăn mặc mà chụp với các bạn mà nó xấu thì các bạn cũng mắc cỡ. Nên là tự nhiên mình nghĩ rằng là tất cả những cái vẻ đẹp mà ngoại hình đó, tất cả những gì mình cố gắng về ngoại hình đó, với một người mà bị khiếm thị, họ không nhìn thấy mình và thậm chí cái mặt mũi mình đường ngang nét dọc ra sao họ còn không biết nữa, thì họ thích mình bằng cách nào ta? Sáng nay mình có một câu hỏi với bản thân, đấy là nếu như một người họ không nhìn thấy mình và họ không biết mình là ai, không thể nhìn thấy tất cả cái ngoại hình của mình hay mình nhảy nhót hay mình làm tất cả mọi thứ như thế nào, họ chỉ có nghe mình nói thôi, thì họ thích mình bằng cách nào ta? Mình hoài nghi về tất cả mọi thứ. Và sáng nay mình có một bạn nữ rất thân với mình. Bạn này hỏi nói với mình là anh đã nhận ra là anh tuyệt vời đến mức như nào chưa? Mình không nhận ra, bởi vì bạn nữ này ban đầu bạn ý là một người khán giả theo dõi mình thôi, học tập và nhìn theo những cách mình làm, và bạn ý thích thú với sản phẩm của mình. Và bạn ý khi mà mình quen với bạn ý và mình nói chuyện bạn ý nhiều hơn thì bạn nói là em thích anh từ cái sự ngưỡng mộ. Nên là em muốn nói với anh là anh rất tuyệt vời. Anh là người có giá trị rất là lớn. Nhưng mà không phải là khiêm tốn, nói thẳng nha, mình khiêm tốn mình cũng không được cái gì thêm, nhưng mình chỉ muốn tâm sự là đôi khi bản thân chúng ta làm rất nhiều thứ, nhưng chúng ta đến lúc mà chúng ta ngồi lại một chỗ nha, mình hỏi rằng là mình tuyệt vời mức vậy hả? Mình không cảm nhận được. Bởi vì nó là mình, nó là mỗi ngày của mình, nó là những việc mà mình làm hàng ngày. Mình không nhìn ra được mình có cái gì hay để khiến cho người khác phải thích thú. Thừa nhận với các bạn là điều đó là sự thật. Nếu ai đó hỏi mình là mình có cái gì để khiến cho một ai đó, để cho hàng triệu người đang theo dõi mình ở trên kênh YouTube, hiện tại thì cũng đã gần 3 triệu người follow rồi. Trên TikTok hơn 2 triệu người follow, nó tính bằng triệu người đó các bạn, chứ không phải là nghìn người hay trăm nghìn người mà là triệu, hàng triệu người theo dõi mình. Mình tự đặt một câu hỏi là mình có cái quái gì mà người ta xem mình ta? Mình ngồi ăn cơm thì mình cũng ngồi ăn gọi là xì xà xì sụp. Tóc tai mình thì đôi khi bù xù. Nói thật các bạn, nếu các bạn thắc mắc là ở nhà anh Mr. Vịt có ngoáy mũi không thì mình có. Mình cũng ngoáy mũi các bạn. Anh Mr. Vịt có ở dơ không? Có. Có những hôm mình lười, 3-4 hôm mình không tắm nữa. Với một người như mình thì mình có cái gì để người ta thích đâu. Và nếu như cái câu hỏi đó nó không phải là đặt với một người bình thường nữa, mà nó đặt với một người bị khiếm thị, không nhìn thấy mình luôn, chỉ nghe mình nói, tức là tất cả những gì người ta cảm nhận mình chỉ là qua cái âm thanh này thôi các bạn, thì người ta thích mình bằng cách nào ta? Mình không hình dung ra nữa. Và đó là buổi sáng ngày hôm nay của mình. Mình ngồi mình hoang mang về tất cả mọi thứ. Và mình kiểu mình ngồi mình nhìn lại tất cả một hành trình mình hoạt động đến nay là 7 năm mà. Mình nhìn lại tất cả mọi thứ và mình tự đặt một câu hỏi là nếu mà mình bỏ cái ngoại hình mình ra, bỏ cái gương mặt mình ra, bỏ cái hành động thao tác của mình ra, chỉ bằng lời nói và tiếng hát thôi. Mình cũng không phải là ca sĩ nữa. Mình đâu có đi hát, đâu có ra MV đâu. Mình chỉ đơn giản là mình là một người thích hát. Thành ra các cái sản phẩm của Hero Team ấy, mình sẽ thường là người hát chính, chứ mình không phải là ca sĩ. Mình là một YouTuber, một TikToker, là một KOL làm về cái việc đó. Và mình tự nhiên đặt ra câu hỏi là nếu mà không nhìn thấy mình thì người ta thích ở gì ở mình ta? Và mình hoài nghi về bản thân mình rất là nhiều. Nên là mình đã quyết định làm cái vlog ngày hôm nay coi như là một món quà, một cái vlog dài đi. Một cái vlog dài đầu tiên có thể lên đến hàng tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng đồng hồ. Mình quyết định làm để cho những bạn nào thực sự là người xem mình một cách sâu sắc, chứ không phải xem mình chỉ đơn giản là các bạn đang tìm kiếm một cái việc giải trí, một cái gì đấy kỳ kỳ lạ lạ trông ngộ ngộ ở trên mạng để bạn coi. Không phải. Mình muốn những ai mà giống như kiểu khán giả của mình, các bạn có thể ở miền Bắc, có thể ở miền Nam, có thể ở miền Trung, hoặc thậm chí mình biết có những bạn khán giả của mình còn ở nước ngoài lẫn á. Có những bạn ở bên những cái bên Úc này, bên California cũng có, bên Australia, rồi bên Singapore có. Có nhiều bạn khán giả từ nước ngoài nhắn tin về cho mình lắm. Mình muốn làm một cái sản phẩm tặng các bạn, muốn ngồi nói chuyện cùng các bạn một ngày, và muốn dẫn các bạn đi theo mình, theo chân mình ngày hôm nay. Và như lúc đầu mình có nói, đấy là mình cũng muốn làm một cái điều gì đó nó đặc biệt hơn hàng ngày mình làm, để 5 năm sau, 10 năm sau mình có thể mình ngồi xem lại bản thân của mình lúc này nó sẽ như thế nào. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tiếp tục đến với hành trình, đến nhà bạn ý để xem rằng là nhà bạn ý trông như nào. Mình rất là tò mò về cái hoàn cảnh của bạn này, và cũng như là rất tò mò xem bạn ấy đang ở đâu ở trong cái thành phố Sài Gòn này. Vì mình cảm thấy may mắn là bạn ấy ở Sài Gòn nên mình có thể đi tìm bạn ấy được. Nên mình sẽ đi thử đi tìm bạn ấy nha. Mình nghĩ là tí nữa đến gần một nhà bạn ấy mình sẽ xuống, mình sẽ đi mua một vài phần ăn, 2-3 phần ăn. Mình theo bạn ấy kể là bạn Long kể là bạn ấy đang ở với mẹ, chỉ có mẹ và bạn ấy thôi. Mà bạn ấy thì lại bị khiếm thị nữa. Nên là mình cũng có một chút dự đoán là với một cái hoàn cảnh như vậy, mình nghĩ rằng bạn ấy không thể nào mà thuộc dạng một hộ gia đình khá giả được. Bởi vì bác ạ biết là cho một cái người
khuyết tật ở trong nhà phải lo, nói thật là như vậy. Thực sự là rất nhiều chi phí các bạn ạ. Và mình cảm thấy rằng là mình bắt đầu mình hình dung ra những cái gì mình sẽ gặp. Ngay lúc này mình đang quay cho bạn coi, mình đang ngồi trên xe và đang tâm sự và nói chuyện rất dài với các bạn như thế này. Mình trong đầu mình nó có nhiều suy nghĩ các bạn. Mình đang không hình dung là ngôi nhà bạn ấy ở sẽ như thế nào, căn phòng bạn ấy ở sẽ như thế nào, cuộc sống của hai mẹ con sẽ như thế nào. Mình đang nghĩ đến chuyện đó và mình muốn thấy nó. Một lát nữa thì chúng ta sẽ đến nơi và mình sẽ mua một chút đồ ăn và mình muốn ở lại nhà bạn ý từ giờ đến chiều, nói chuyện, tặng quà và ăn cơm cùng với mẹ bạn ý và bạn ý. Một người khán giả theo dõi mình 5 năm trời rồi mà mình mới gặp được có 2 lần thôi, và hôm nay mình mới biết đến câu chuyện của bạn ý nên mình quyết định là đi riêng. Ngày hôm nay chỉ có mình và cameraman đi thôi, 2 người đi thôi, chứ mình không có đi cùng ai hay là xuất hiện cùng các thành viên trong team mình. Mình đi một mình, hôm nay mình đi một mình cùng với cameraman. Hiện tại mình đã đến nơi rồi, mình tới nơi rồi, và đây là một cái con đường ở trong một cái con hẻm. Quanh đây thì nó có một vài những cái món ăn như là gà ủ muối này, cơm tấm này và bánh bò lá lốt. Tí nữa mình sẽ vào đây để mình mua. Bên cạnh đây thì có một vài trái quán nó bán trái cây. May quá, ở ngoài này mình đã thấy có một cái chợ rất là lớn này. Mình có thể mua thêm một ít đồ được, bởi vì mình không chỉ muốn là mua đồ ở Shop Hero. Video này không có quảng cáo đâu nha. Video này không cần gọi là quảng cáo quá nhiều hay là cố gắng kéo ai đến shop mình mua đâu nha. Đừng có nói thế ở trong một cái video này, mình hơi buồn đấy các bạn. Mình chỉ muốn làm một cái video nó có ý nghĩa thôi. Và mình việc đầu tiên là mình lựa đồ ở shop mình trước. May quá ở đây có cái chợ, mình sẽ mua thêm một chút đồ. Nhưng mà mình cần tìm một cây ATM trước, bởi vì mình hết tiền rồi. Mình sẽ hỏi xem có cây ATM quanh đây không nhá. Chị ơi, ở quanh đây nó có cái cây ATM nào không chị? Mấy cái này chị, có cái nào chị làm sẵn không hay là toàn đồ sống hết à? Không, mua là chị làm liền luôn ấy. Mua làm liền luôn à? Em muốn lấy một phần cho khoảng 4 người ăn. Lấy cho em ốc biêu đi. Cho em hấp đi chị ơi. Mình rất thích ăn ốc, bởi vì ốc rất ngon. Nên mình sẽ quyết định là mua một nùi ốc về để ăn cùng với bạn ý. Không biết 200.000 tiền ốc, tí nữa chị bán cho mình một bao tải chắc mình chết luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mua thêm một chút đồ nữa. Mấy cái đồ ở bên ngoài chợ này, mình muốn dùng những cái đồ nó liên quan đến cuộc sống bạn nhiều hơn. Không biết là bạn ấy sẽ cần những cái gì hay thiếu gì, nên là mình sẽ chỉ mua theo cảm tính thôi nha. Mình mua theo mình cảm thấy cái gì mình mua được thì mình mua. Và có lẽ là mình sẽ mua thêm một chút đồ ăn, thực phẩm hoặc là những cái đồ mà có thể để được để cho gia đình bạn ý, cho mẹ bạn ý ăn và mua. Trứng này này, cái này để nhà bạn ý có thể nấu và để lâu được, khá là ok. Tí mình sẽ mua một chút hột gà, hột vịt, mua thêm một xíu trái cây cũng được đúng không? Hôm nay mình đi gọi là thăm fan đi, nhưng mà mình nói thật là cũng có thể coi là đi làm từ thiện một chút. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá và nó là điều mà mình muốn làm nữa. Trong này toàn chợ không, mà mình muốn kiếm một cái cây ATM mà khó quá. Ok bạn ơi, mình mới rút tiền xong rồi các bạn ạ. Mới rút tiền ở cây này này. Chạy vòng vòng nãy giờ mới thấy. Ở chỗ này nó đi bộ thì nó hơi xa, nhưng mà đi xe thì nó sẽ rất là gần. Bây giờ mình sẽ đi mua thêm mấy cái đồ nữa, mình đã rút tiền rồi. Đấy, một người nghèo Mr. Vịt đã rút tiền, nghèo thiệt. Không phải phông bạt, không phải giỡn. Nó nghèo thiệt không tin, không ra clip, không làm clip lấy hơi tiền, không ai booking quảng cáo lấy hơi tiền. Nó nghèo thiệt không tin, nhưng mà nghèo thì nghèo chứ cuộc sống mình vẫn may mắn mà. Ôi, có cơm ăn, áo mặc đầy đủ, nhìn trông vẫn đẹp, vẫn sang chảnh bảnh. Có gì đâu mà khổ đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đi mua một chút đồ ăn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn một cái skill đi chợ. Nếu mà đang xem mình nha, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái kỹ năng gọi là đi chợ siêu đỉnh. Đấy là nếu như các bạn đang muốn mua một món gì đó mà nó ở một cái khu chợ nó đông đúc và nhiều nơi như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ nên chọn cửa hàng nào để mua. Các bạn sẽ không biết đúng không? Mình sẽ chỉ các bạn nhá. Cái này là mình học được các bạn ạ. Mình sẽ học được. Đầu tiên các bạn, ví dụ các bạn muốn mua gạo đi, mình muốn mua gạo. Và mình đang không biết là mua gạo ở cửa hàng nào, thì hãy đi tìm một cái chỗ mà nó không liên quan gì đến cửa hàng gạo cả. Nó không liên quan luôn các bạn. Đây kia bên kia cũng có người bán gạo với các bạn, nhưng mà mình sẽ không mua các bạn, mình sẽ không sang đấy mình hỏi đâu. Mình sẽ hỏi một người khác đây nhá, hội những người tám chuyện. Đây mình sẽ tìm thêm một ai đấy trông gọi là ổn áp, trông ok một xíu. Anh này đi. Anh ơi, em nhờ anh xíu, em đang muốn đi mua gạo ấy. Bây giờ ở cái chợ này hàng gạo nào nên mua? Hàng gạo nào nên mua à? Ở đây có chợ này có hai cái gạo, gạo bên kia, gạo bên đây. Anh coi gạo bên này. Bên này là em hay ăn nhiều nhất á. Thế à? Lấy gạo bên này đúng không? Ok, okay nhất ạ. Đấy, đấy là kinh nghiệm đi chợ, bạn muốn mua gì thì hỏi một người khác chứ đừng lao vào cửa hàng của bạn. Em cảm ơn anh đã chỉ mình ra bên này.
mình sẽ sang cửa hàng gạo bên này để mình mua. Các bạn là nhà anh cũng hay ăn ở đây nên mình sẽ mua ở đây. Ok, chế em muốn mua gạo. Gạo nào ngon ngon đi. Mấy ký? Bình thường người ta mua ký, có giờ đi mua đâu biết. Người muốn ăn 5 ký hay 10 ký gì? Ăn khoảng tháng. Tháng mà phải ngày nào cũng nấu hay là lo mới nấu? Mỗi ngày nấu bữa. Lấy 10 ký đi, lấy gạo ngon hết đó đi. Ok, nãy qua bên anh bán hoa quả hỏi là em muốn mua gạo thì cả chợ này mua tiệm nào ok nhất, anh chỉ qua bên này. Kinh nghiệm để cho các bạn đi chợ, các bạn biết là gì không? Các bạn muốn lựa mua một cái gì đấy các bạn. Rồi. Một là các bạn hỏi, bạn hỏi một người ở xung quanh đấy người ta sẽ chỉ cho. Hai á là các bạn nhìn mấy cái cửa hàng mà nó bày thế một xíu các bạn. Nên giống như kiểu cái kho đựng gạo các bạn, chứ còn nếu mà cái nhà nào họ để có vài cái phay khay gạo và họ không có cái kho á thì mình sẽ không mua. Ok, em cảm ơn chị. Bây giờ mình sẽ mua thêm một số đồ khác nha. Trời ơi nó nặng. Này mà cho cameraman mình xách cái túi này là bốc đầu luôn á. Bây giờ mình sẽ đi mua thêm. Ngoài gạo ra thì có một cái thực phẩm khác mà sẽ được ăn khá là nhiều, đấy là trứng. Mình sẽ mua thêm trứng nha bạn. Xem là ở đâu người ta bán trứng thì mình sẽ mua thêm trứng. Và mình sẽ lựa thêm một chút mấy cái nó liên quan đến mì gói. Mì gói là cái mà có thể dễ ăn nhất, khá là dễ ăn. Trời ơi xách nó mệt quá bạn ơi. Nặng cùng với cái công thức lúc nãy. Bây giờ chúng ta cần mua trứng đúng không? Thì mình sẽ vào một cái tiệm gọi là tìm một cái tiệm nào đấy gọi là mua tiệm hoa quả đi. Đấy, tiệm hoa quả nãy là hỏi ông bán rau để mua gạo, bây giờ mình sẽ hỏi hoa quả để mua trứng. À từ, không, chị đang bận rồi. Mình sẽ hỏi một người khác. Đây, hỏi cô này đi, cô này có vẻ lớn tuổi đấy. Được. Cô ơi, con nhờ cô một chút. Con đang muốn mua trứng với cả mua mì tôm thì trong chợ này thì mình mua tiệm nào? Con muốn mua trứng á? Con muốn mua trứng với cả mua mì gói thì ở chợ này mình đi mua tiệm nào? Con đi con hỏi cô cho chắc. Ở chỗ nào? Cô chỉ cho con cái hàng nào mà mua đi, con mua theo cô. Hỏi cô cho chắc, không có biết mua ở đây đâu mà biết. Cảm ơn cô. Mình cứ đi thôi bạn. Người ta chỉ mình mua ở đâu, mình mua ở đấy cho chắc. Bởi vì các bạn biết sao không? Thế có nhiều bạn bảo là người ta ở gần nhà, người ta sẽ chỉ trỏ qua để mình đi mua đúng không? Nhưng không phải đâu. Nếu mà có những tiệm nào mà họ kiểu làm ăn không ok á, mà họ sống không tốt á, ở trong chợ, bởi vì chợ là buôn bán mà. Nên nếu mà họ kiểu không ok, họ sống không tốt á, thì những cái người khác ở trong chợ người ta sẽ không chỉ khách đến đâu. Thế là chứng tỏ chủ phải ok thì người ta mới giới thiệu khách cho, hiểu không? Anh ơi, bán em trứng. Trứng gà này sao nó khác giá nhau đấy? Là mình ăn cái trứng gà nào ok? Ăn bỏ vào mì gói á. Trứng nào cũng được. Đó, trứng gà táo đấy. Trứng gà ta à? Chiên thì mình chiên trứng nào ngon hơn? Trứng nào cũng được. Trứng nào cũng được à? Cái trắng này ngon hơn đúng không? Lấy cho em cái trắng đi. Chảy mồ hôi các bạn, toát mồ hôi này. Nãy giờ sách bao gạo này mình không lỡ mang cho cái cameraman B để các bạn, mình sẽ cho bạn ngắm body của cameraman mình các bạn. Với cái body này mà B thì chắc là phát bao gạo là nó sẽ bốc đầu á. Nên mình sẽ B. Lấy thêm cho em chục nữa đi. 30 quả trứng mà có 90.000 mà mình đặt một cái tô bún. Một tô bún ở trên app Grab là hết 120.000 mà mua 30 quả trứng có 90.000 thôi, nên là muốn tiết kiệm thì tốt nhất là nên đi chợ các bạn. Còn đặt qua Grab một tô bún ăn không 120.000. Úi dồi. Bao gạo này mình mua hết 300.000. Mà 300.000 bao gạo này thì chắc mình ăn cả tháng quá. Ok, rồi, đã có trứng rồi, có gạo rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua mì gói. Bây giờ mình phải khiêng lại. Ở đây có cái tiệm tạp hóa này các bạn. Bên tiệm này chắc là có bán mì gói đúng không? Chắc là có. Sao không có được? Mì gói thì ở đâu người ta bán như vậy thôi, bởi vì nó là đóng thùng. Đại ca ơi, có mì gói không anh? Cho em mua ít mì gói với. Đại ca có mì gì đấy? Hào Hảo. Ôi trời. Tôi vác cái bao mà tôi sắp thở ra oxy rồi. Cuộc sống của tôi đang ảnh hưởng đến cột sống của tôi. Cuộc sống của tôi đang thực sự ảnh hưởng đến cột sống tôi các bạn. Cuộc sống tôi sắp vẹo. Ok. YouTube à? Dạ, YouTube anh ạ. Kênh gì đây? Kênh này kênh anh không biết đâu. Kênh biết à? Kênh này kênh nó dành cho các bạn thiếu niên xem thôi. 120. Cảm ơn anh nhé. Cuộc sống của tôi đang bắt đầu ảnh hưởng đến cột sống của tôi mọi người ơi. Đi. Nặng quá. Đi ra mùa này chắc tôi phải lùn đi mất mấy cm. Có gạo rồi, có mì rồi, có trứng rồi. Ấy, bây giờ cái chị bán ốc luôn ta. Kia đúng không? Mình sẽ lấy ốc và sau đó mình sẽ quay lại cái tiệm cơm luôn ấy, có gạo ủ muối, có cơm tấm là đủ một bữa ăn rồi các bạn. Cái hàng vịt quay bên này bán ngon quá bạn. Nhiều bạn cứ comment hỏi mình là có bao giờ ăn vịt quay không bạn. Mình sẽ thử mua nhá. Đây là con gì đây? Đây là gà. Gà hả chị? Gà. Bao tiền con này? Cho em một con đi. Cho em cái con này cho dễ ăn được cả. Con này. Dạ. Con này nó không rắc muối đâu. Cái này có. Con này một thằng, con này nữa. Một đông đi, một đông dễ ăn. Bạn này sinh năm bao nhiêu, chung trẻ đấy? Em 2009. À 2009 à, 2009 thì thằng cu này nó kém mình 14 tuổi. Mình 95 lận. Làm cái gì vậy cơ? Sao biết ạ? Nhỏ em xem mà. Mr. Dịch đi mua gà, có bớt cho 10.000 không? Ủa sao hôm nay em lại đây ạ?
hôm nay anh đi quay một cái vlog thăm một cái bạn fan ở trong này, bạn ấy bị khiếm thị. Đi thăm bạn ấy với cả làm từ thiện. Em quen quá, em còn lắm. Thế á? Đã rồi, cảm ơn em. Em đi mua gà gặp người biết mình vui các bạn ơi. Vui quá. Rồi bạn học lớp mấy rồi? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi à? Bán gà lớn hơn, có công việc là cứ làm thôi bạn. Suy cho cùng thì cái việc học thì nó chỉ đơn giản là giúp cho chúng ta có một công việc, mà có một cuộc sống ổn định. Nên nếu như mà mình cảm thấy việc học nó không thực sự là nó mang lại kết quả thì mình có thể đi làm. Có rất nhiều người họ đi làm, họ rất là thành công luôn. Ban đầu mình định mua gà ủ muối các bạn, nhưng mình thấy con gà nướng này ngon quá. Giờ mình đã mua đủ đồ rồi bạn, gạo có rồi, mì gói có rồi, trứng có rồi. Đi như này bạn không nhìn thấy mặt mình đâu, mình đang bị che bởi cái thùng mì tôm với cả cái bao gạo. Hy vọng là mình không quên địa chỉ nhà bạn ý. Mình mà quên bây giờ mình phải bật lên mình tìm là mệt là hơi mệt các bạn. Cameraman mình cũng đang xách đồ bạn, cũng nặng lắm bạn, không phải là nhẹ đâu. Mình cũng sắp thở oxy các bạn. Nặng quá. Này mà có cái xe máy thì tốt. Đây kiểu cái xe đẹp không này? Xe này xe Charlie này. Xe là xe từ thời ngày xưa này. Nhưng mà con này hình như là bị tháo bớt đồ rồi. Đợt trước ở ngoài nữa có một cái xe Charlie có người hỏi mua mười mấy triệu nhưng không có bán. Đây đúng không? Bãi chuối. Quái đang gắt karaoke. Mình sẽ gọi cho bạn ý trước nha. Em ở 297/2 đúng không? Đường Lê Văn Thịnh nối dài đúng không? Ở trong một cái hẻm ở trong đấy một dãy nhà trọ đúng không? Ở ngoài cổng này. Bạn Long này các bạn. Phải không? Phải. Hình như bạn ý thôi. Anh em mình chủ động đi vào đi. Bạn ý bị kiếm thị, bạn đi lại khó khăn nên mình chủ động đi vào đi. Trong này đúng không? Ok ok. Anh nè. Dạ, em chào anh Vịnh. Hello hello. Dạ. Em đâu đó? Dạ nhà em đây nè. Ở trong này à? Từ từ. Dạ em chỗ cái xào đồ anh. Xào đồ à? Trong xào đồ hả? Dạ đúng rồi. Dạ đây nè. Đây à? Dạ. Ok. Nhà em đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi đi. Ủa sao thằng Danh bên này? Nhà gần đây hả? Dạ không, em cũng ở quận 2 mà em khác xa chỗ em này. Em với em này kêu em tới chơi chung. Ok. Mẹ đâu rồi? Dạ mẹ em đi về quê à? Mẹ về quê là em ở nhà một mình à? Dạ. Bình thường mà em có trên này không hay em ở đây một mình? Dạ bình thường là mẹ em ở đây đó, nhưng mà khi nào mà mẹ em có việc dưới quê mẹ em phải về. À hôm nay mẹ em có việc hả? Dạ đúng rồi. À bên đấy là họ đang hát karaoke hả? Dạ đúng rồi. Không sao, mày qua anh có một cái mic cũng cái âm tương đối ổn. Anh mang rất nhiều đồ qua cho em. Dạ em. Đây là mì gói. Dạ. Mì gói này em nấu mì gói được không? Dạ mẹ em nấu. Mẹ em nấu à? Dạ. Ok mẹ em nấu. Tối mẹ em có về không? Dạ bây giờ là mẹ em đang lên á anh. Đang lên đây luôn hả? Dạ. Khoảng mấy giờ mẹ về? Dạ mẹ em đi là vào lúc 2 giờ, chắc tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ vậy đó. Có mua cho em trứng nữa này để em ăn với mì này. Dạ. Trứng này là cất đi nha, xem danh cất tủ lạnh cho bạn ý này. Không đồng. Trứng đó trứng gì ạ? À? Nó trứng gà ta. Dạ. Trứng gà ta. Trứng gà ta, trứng này. Còn đây là mì. Và mì này mì gì anh? Đây mì Hảo Hảo. Dạ. Còn đây là gạo. Dạ. Gạo này thì đủ ăn một tháng ạ. Dạ. Gạo này cỡ mấy ký vậy? 10 ký. Dạ. Thứ hai nữa là anh mua cho em một số đồ ở bên Shop Hero. Dạ. Mấy cái đồ này thì đây là gối. Dạ. Anh lựa đồ cho em ấy. Anh tại cạnh em không thể nào mà thấy được nó màu gì, nên là anh phải lựa những cái nào mà anh vừa phải nhắm mắt anh vừa lựa đồ đó. Dạ. Đây là cái con Squishy, nó có hình con khủng long. Dạ. Có khủng long. Cái con này thì nó màu vàng. Dạ. Nó màu vàng. Gối cũng là màu vàng, có in hình chữ Mr. Vịt và con vịt của anh. Dạ. Còn cái này là cái con khủng long màu vàng, em có thể nghịch ra xả stress được. Dạ. Ở đây thì có một cái áo này nó cũng màu vàng luôn. Hôm nay anh mang toàn đồ màu vàng luôn, có in hình của Hero Team này. Dạ. Đó, cũng màu vàng. Cái áo này thì em có thể mặc được. Dạ. Anh chọn cái size khá là to, em có thể mặc được. Dạ. Đây thì có một cái kính này là kính màu đen. Cái kính này là của Minecraft, nó nhìn trông khá là đẹp, em có thể sờ cái viền nó này, nó gấp phúc vuông này. Dạ. Cái này mà chụp ảnh là đeo lên là bao ngầu luôn nè. Dạ. Nhìn trông rất là ghê. Dạ. Cái này mà đeo lên là nó sẽ rất là đẹp, nó là kính thời, nó không phải là cái kính mà như người ta hay đeo mấy kính đen, mà nó là cái kính kiểu cách điệu một xíu. Dạ. Thì nó sẽ đẹp hơn. Với cả anh có cho em một cái ba lô. Dạ. Cái ba lô này, ba lô trên hình ba lô này thì nó có màu đen. Yeah. Và nó có cái hình của mấy con nhân vật trong Minecraft, con rồng Ender, con Creeper, em biết mấy con này không? Dạ biết. Biết à? Yeah. Nó in hình Creeper này, hình Steve này, hình rồng Ender này,
Ba lô này, ba lô full Minecraft, em mà đeo ra đường người ta thấy là người ta nhìn biết ngay Minecraft liền. Em dạ. Em biết game Minecraft không? Dạ biết. À ok. Và ở đây thì có một cái nữa, cái này thì anh mua để em có thể mang đi. Em mang theo bên mình được. Đây là một cái móc khóa điện thoại. Nó hình con, em có thể sờ và cảm nhận nó là hình cái con Steve, cái con nhân vật trong Minecraft. Nó mặc một cái bộ giáp kim cương màu, có màu xanh. Bộ giáp kim cương màu xanh. Đó. Rất là đẹp và nó bằng nhựa cao su tổng hợp nên là mưa nắng hay là rơi không sợ vỡ được, thoải mái. Cái này em có thể, và nó khá là nhỏ, nó rất là đẹp, em có thể mang đi bên mình được. Còn áo và kính và đồ thì em có thể mặc, và ổ gối thì em có thể ngủ, ba lô em có thể đeo được. Con này thì em có thể khi nào em stress mà em rảnh rảnh em kiếm con này em ngồi bóp bóp chơi vui lắm. Ok. Đấy là mấy cái món đồ và tất cả đều là đồ của Shop Hero hết. Anh hôm qua anh mang đồ từ shop qua đây này. Cái này em có thể để em đang đi học ở đâu? Dạ em đang đi học ở bên quận nhất á anh. Bên quận nhất à? Em học trường nào đấy? Dạ em học trường ở đường Cống Quỳnh á. Năm nay bao tuổi? Dạ em năm nay em 15 anh. 15 tuổi, ok. 15 tuổi là học lớp 10, 9 lớp 10 đúng không? Dạ nếu mà ở ngoài trường sáng thì người ta học lớp 10. Như người khiếm thị như tụi em thì nếu mà từng cái tuổi này chỉ mới có lớp 5 thôi. À lớp 5 rồi. Ok, không sao. Với cả anh mua một chút đồ ăn. Danh vào bếp đi Danh. Danh vào bếp, Danh mấy cái, lấy mấy cái này đổ ra là nước chấm này. Đây là gà quay. Với anh em mình vừa ngồi nói chuyện mình vừa ăn. Anh muốn ngồi ăn với em một bữa. Tại vì thực ra là hôm sáng nay anh nói chuyện với Long rồi đó. Là anh gặp em từ cái buổi fan meeting lần trước á. Nhưng mà do hôm đấy anh bận, anh thực sự rất là bận. Cho anh xin một cái tô lớn đó, có tô lớn đó. Để anh để mấy cái ốc này. Anh gặp em từ cái fan meeting lần trước nhưng mà hôm đấy anh thực sự anh rất là bận. Anh quá là bận bởi vì là nguyên một cái nhà hát lớn thì sau khi mà mình hoạt động xong thì mình phải bàn giao lại cho họ. Trả lại cái không gian mà mình tổ chức sự kiện trả lại cho họ. Nên là lúc mà em tới thành ra là anh chỉ có cõng em được một đoạn và tiễn em về thôi. Bên trên là chỗ ngủ em. Dạ đúng rồi. Cái này là dưa muối nè, ngon phết. Hôm nay anh mua hai món. Danh ăn đi Danh à. Dạ, một món là gà quay. Gà quay, một món là ốc bươu vàng, ốc luộc. Em ăn gà trước nha. Trước giờ em có ăn chưa? Có tuần. Thôi em lấy thìa đi, có cái thìa này. Em lấy cái thìa này, em gạt này. Anh bỏ hết xương rồi em chỉ ăn thôi. Cảm ơn. Bình thường mẹ Long ở nhà mẹ Long làm gì? Gặp mẹ em thường em buổi sáng là phải đi bán ở ngoài quán cơm á. Bán ngoài quán cơm à? Mẹ em đi bán cơm hay là phụ người ta? Dạ em phụ người ta. Phụ người ta bán cơm à? Mình phụ của mình bưng bê rồi rửa chén các thứ à? Dạ mẹ em chỉ có bưng bê với lại nấu đồ thôi. Với em mua xong rồi anh kiểu anh hú hồn luôn, em biết sao không? Dạ sao vậy? Anh tự nhiên anh ngồi anh nghĩ, anh bảo anh không biết là nhà em là ăn chay hay là ăn đồ mặn. Xong anh ngồi anh nghĩ một lúc, anh sợ là nhà em ăn chay mà anh mua đồ mặn về em ăn không có được. Thế là thành ra là anh mua xong rồi anh bảo thôi hên xui, nếu mà nhà em mà ăn chay thì mua đồ khác sau, còn nếu mà nhà em không ăn chay thì mình ăn được đồ mặn. Nhưng mà anh nghĩ là chắc là cũng không ăn chay đâu. Dạ mẹ, dạ nhà em thì tới ngày rằm rồi thì mẹ nhà em mới ăn chay. Anh cũng thế, lâu lâu anh ăn chay. Nhưng còn ngày thường anh không ăn chay. Ăn được không? Dạ được. Anh mua gần nhà em để cho nó gọi là anh muốn nó hợp cái khẩu vị của em. Vì anh sợ mua ở xa em ăn không hợp, bởi vì là ở ngoài Bắc anh thì anh ăn ở đâu cũng được, còn ở trong Sài Gòn thì anh thấy là có nhiều quán nhưng mà mỗi quán họ muốn một vị khác nhau, nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Em cứ đưa vào miệng, đưa bát vô miệng đúng rồi. Cứ ăn đi, ăn đi không sao đâu, ăn thoải mái đi, có mỗi anh thôi. Đó là một bạn quay cameraman thôi. Tự nhiên em sợ mà mình ăn vậy người ta cười á. Không sợ, không ai cười em cả, ai cười em là làm anh kệ người đó luôn, không sao đâu. Bình thường em ăn gà em thích ăn phần nào nhất? Dạ bình thường em ăn gà là em thích ăn cái đít anh. Cái phao câu hả? Dạ. Sao thích ăn phao câu hả? Dạ gọi cái phần nó béo hả? Nó béo hả? Nhưng mà tôi là em thích ăn đồ béo mà em không ăn được sô-cô-la. Không ăn sô-cô-la hả? Dạ. Anh định đến gặp mẹ em nữa mà mẹ em tiếp quá, mẹ em lại đang đi làm. Mấy giờ mẹ em về? Dạ mẹ em bình thường đi làm hả? Dạ mẹ em bình thường đi là 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Hôm nay mẹ em đi về quê hả? Dạ. Nhưng mà mẹ em đang lên á. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Vĩnh Long anh. Mẹ em đi gì về đấy? Ô tô hả? Dạ mẹ em đi xe khách. Đây là món ốc biêu hả? Dạ.
ngon lắm. À dạ, hám miệng nữa anh người cho cốc bia này, phải nhỉ anh cho. Nhà em có mấy anh em? Dạ anh đó anh họ, chứ mẹ em thì có, em là con một. Em là con một à? Dạ. Mà em bao nhiêu tuổi? Dạ mẹ em năm nay là 41 tuổi. 41 tuổi. Dạ. Hám miệng này. Dạ. Mà em muốn đi học không? Dạ có. Má em đưa đi à? Dạ. Má lại đào lên trường à? Xong rồi má về má làm à? Dạ. Rồi em ở trên trường là từ thứ 2 đến thứ 6 luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Em biết là thứ 6 em ngay mới về. Dạ đúng rồi. Mà là má đón em về 2 ngày cuối tuần thôi. Dạ đúng rồi. Có bao giờ sau này có ước mơ làm gì không? Dạ em thích hát anh. Hát hả? Hát. Em ở đây là từ năm bao nhiêu? Dạ em hả? Ừ. Em á? Dạ em ở đây lúc trước thì đi qua nhiều nhà trọ thì em ở từ 2021 mà. Đúng. Nếu mà ở cái nhà này thì mới có 2 năm à? 2 năm. Dạ, là từ năm 2022 á anh. À. Dạ. 2022 ở đây. Dạ. Đàn guitar của ai? Dạ đàn của em á. Mẹ em tính mua cái đó về để cho em đi học đàn. À, học đàn. Dạ. Của em là có một cái ba lô này. Dạ. Một cái con màu vàng, một con Quissy này. Nhớ này, một cái ba lô, một con màu vàng, một cái gối ôm này. Dạ. Và có thêm một cái áo. Dạ. Một cái kính nha. Dạ. Ok. Vô, đeo vô, ngầu vô. Dạ. Một cái móc khóa nữa. Dạ. Khóa của em ở đây nè. Dạ. Siêu ngầu. Ok, qua. Dạ. Đây, qua đây. Chú Bình, đây đứng. Dạ. Đây, nhìn này. Rồi, đang đứng trong nhà em luôn. Rồi, đây em nhìn về hướng này. Rồi. Rồi, giơ hai, hai. Dạ. C2, hai ngón tay lên. Hai ngón tay, C2. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đây ngón tay lên như này. Đúng không? Đúng rồi, đưa em cứ em giơ như này, đúng rồi, như này. Ok. Cứ để đi. Rồi, ok. Ok. 1 2 3. 1 2 3. 2 3. Rồi, anh về nha, hôm nay rảnh qua chơi với em nha. Dạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, em chào anh Thuật. Về nha. Dạ. Ok, đây, bên này. À, ok. Đồ em đây nha, em để. Dạ. Sau lưng nha. Dạ. Trong này còn một cái ba lô, một cái áo nữa nha. Dạ. Gạo với cả mì gói anh để ở đây. Dạ. Anh về nha Long ơi. Dạ. Về nha. Dạ em chào anh. Ừ, em chào em. Ok bạn ơi, bây giờ tớ đang đi về. Nước dừa siêu ngon bạn. Tớ rất thích uống nước dừa. Hôm nay tớ vui, mặc dù ngày hôm nay đi từ sáng giờ vác gạo hơi mệt một tí thôi bạn, cũng không đáng kể lắm, với cả phải chạy xe, nhưng mà tớ cảm thấy vui các bạn ạ. Hy vọng là tớ đã có một trải nghiệm thật là vui, và hy vọng là những bạn nào mà thực sự muốn xem tớ hay muốn làm những xem những nội dung tớ làm nhiều năm qua và là khán giả trung thành của tớ, hy vọng các bạn cũng sẽ cảm thấy vui giống như tớ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.